Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 4, ngày 22 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là từ cổ đến nay tại Trung Quốc, trong xã hội được đại chúng thông thường hết sức coi trọng. Người y theo phương pháp này tu hành rất nhiều, cảm ứng có được cũng bất khả tư nghị. Cảm ứng thiên dị biên là sưu tập rất nhiều sự tích của cảm ứng, hiệu quả hết sức rõ rệt. Cổ nhân khuyên bảo chúng ta, lòng người cần phải hậu đạo. Lần này tôi đi Úc Châu, tuy nhiên chỉ có 4 ngày, các đồng tu vẫn không bỏ qua, muốn tôi đem đại ý liễu phàm tứ huấn giới thiệu cùng tất cả mọi người. Đạo lý của cảm ứng, Khai Tông Minh Nghĩa nói thật rõ ràng. Trong dịch kinh gọi là gia đình tích thiện, ắt có thêm diệt may; gia đình tích không thiện, ắt có thêm tai họa. Rắp tâm hậu đạo nhất định có hậu phước, rắp tâm khắc bạc, độc ác. Tuy hoàn cảnh hiện nay hưng thịnh, nhưng không lâu nhất định suy bại. Lý luận và sự thật này, cổ kim trung ngoại, chỉ cần chúng ta kỹ lưỡng quan sát đều có thể nhìn thấy, huống hồ hết sức rõ rệt. Cho nên bất luận cá nhân, gia đình, xã đoàn hoặc giả quốc gia, cần phải biết hưng thịnh hoàn toàn do rắp tâm hậu đạo, đoạn ác tu thiện. Người xưa nói, những người biết được đạo lý này cần thiết đem bài văn tự này lưu thông rộng lớn. Chúng ta cần phải học theo Ấn Tổ, đại sư Ấn Quang trong suốt một đời hết lòng hết sức lưu thông bộ sách này và Liễu Phàm Tứ Huấn cùng An Sĩ Toàn Thư. Ba bộ sách này số lượng lưu thông vượt xa kinh luận của Phật pháp. Pháp sư Ấn Quang làm như thế với dụng ý gì? Không ngoài muốn cứu vãn kiếp nạn thế gian hiện nay. Kiếp nạn này hết sức nghiêm trọng, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Kiếp nạn từ đâu tạo thành? Nhân tâm, nhân hành tạo thành. Tâm hành bất thiện tạo thành kiếp nạn. Nhà Phật nói, y báo tùy chánh báo chuyển, tức y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh của chúng ta, chánh báo là nhân tâm, là hành vi. Nhân tâm thiện, sinh hoạt hoàn cảnh của chúng ta thì thiện. Nhân tâm bất thiện, hoàn cảnh trở thành ác liệt. Cho nên cuốn sách này nhất định phải học thuộc thâm tư, khuyến khích phụng hành. Trong sinh hoạt hàng ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nghĩ xem tương ưng hay không tương ưng với dạy dỗ trong cảm ứng thiên. Nếu tương ưng, chúng ta có thể nghĩ, có thể nói, có thể làm. Nếu không tương ưng thì không thể được. Cho nên nhất định phải đọc thuộc trước, cần phải thường xuyên tư duy nghĩa lý bên trong. Đọc thuộc thâm tư, nỗ lực phụng hành, tương lai của bạn quang minh vô hạn. Tôi 26 tuổi tiếp xúc Phật pháp, rất nhiều đồng tu đều biết, tôi không có phước báo, cũng không có thọ mạng. Không chỉ mọi người coi tướng cho tôi, rất nhiều người đều nói tôi sống không quá 45 tuổi. Tôi tin những người gia đình tôi rất nhiều đời đều không sống quá 45 tuổi, cho nên tôi chấp nhận. Không có phước báo, kiếp quá khứ không có tu phước, may mắn còn có một chút trí tuệ thông minh, có thể tiếp thụ thiện pháp. Năm đó, lão cư sĩ Châu Cảnh Trụ giới thiệu Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên cho tôi. Sau khi đọc xong, tôi bị cảm động sâu sắc. Biết được khuyết điểm của chính mình, sửa đổi làm mới, học nhẫn nhục, học nhẫn nhượng. Hiện nay vẫn còn một chút thọ mạng, dường như vẫn còn một chút phước báo này. Không phải đến từ kiếp trước, mà là do kiếp này tu được. Thực tại mà nói, đắc lực bởi dạy dỗ của Ấn Tổ. Ba cuốn sách này tôi đều giảng qua nhiều lần. Lần này các đồng tu mời tôi giảng thêm một lần nữa. Tôi nói được, cũng là đúng lúc. Mọi người học Phật công phu không được đắc lực, niệm Phật không thể đắc được công phu thành phiến, tham thiền không thể đắc được thiền định, nghiên cứu giáo lý không được viên giải. Nguyên nhân tại chỗ nào? Cần thiết tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ nguyên nhân này,
bất luận tu học pháp môn nào, công phu sẽ được đắc lực. Đặc biệt là thế gian hiện nay, thế giới này, mỗi một khu vực tai nạn liên miên, một năm nhiều hơn một năm, một lần nghiêm trọng hơn một lần, chúng ta cần phải có lòng cảnh giác. Hồi tháng trước, có một đồng tu Úc Châu tặng cho tôi 3 quyển sách dày, lời tiên tri của cổ lão Tây Phương. Tôi dùng 2 tuần lễ đọc hết. Trong quá khứ, chúng tôi đọc những bản trích lục không hoàn chỉnh, xem không hiểu, cũng là tu dưỡng của chính mình không đầy đủ. Đọc được toàn văn, chúng tôi mới hiểu rõ. Tây Phương Nặc Trà, Đan Mã Tư. Nostradamus là nhà đại tiên tri khắp thế giới đều biết tới. Người này và Khổng Tiên Sinh nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn là nhân vật giống nhau. Đối với thay đổi của xã hội tương lai, trạng huống trị loạn, ông ấy suy đoán hết sức chính xác, nhưng không có biện pháp quá giải. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng Tiên Sinh suy đoán vận mạng của Viên Liễu Phàm rất chính xác, cũng không có biện pháp thay đổi. Viên Liễu Phàm may mắn gặp được Dân Cốc Thiền Sư dạy ông phương pháp cải tạo vận mạng. Mạng là do mình tạo, đương nhiên có thể do mình sửa đổi. Ông sửa đổi thành công. Trong lịch đại Trung Quốc, người giống tiên sinh Liễu Phàm số kể không hết. Biết được đạo lý, biết được phương pháp, thì bạn có thể cải tạo vận mạng, sáng tạo vận mạng, tương lai sáng sủa. Muốn hiểu rõ đạo lý này, khó không phải việc dễ dàng. Liễu giải thấu triệt phương pháp cũng không dễ, cho nên nhất định phải cố gắng thiết thực học tập. Đạo lý này hết sức sâu sắc. Chúng ta ở Tân Gia Ba có cơ hội thời gian lâu dài giảng giải tường tận các đại kinh. Những đạo lý này đều giảng rõ ràng với các bạn. Nhưng chỉ nghe một lần, hai lần, ba lần, bạn có phải thật sự hiểu biết? Chưa chắc. Một lần, hai lần, ba lần chỉ nghe mà thôi, lòng tin của bạn vẫn chưa cây dựng nên, nói chi liễu giải. Mai mà bộ kinh Hoa Nghiêm phân lượng lớn, với bước tiến trước mắt của chúng ta, tôi ước tính phải giảng 15 năm. Nếu như có duyên phần này, sau 15 năm huân tu, tôi tin chắc người khai ngộ rất nhiều. Không có thời gian lâu dài như thế thì không làm được. Không thể nghe kinh tại hiện trường. Bất đắc dĩ, nhi cầu kỳ thứ. Tạm dịch, không còn cách nào hơn mà phải dùng phương pháp thứ hai. Bạn nghe băng cassette, xem băng video hoặc xem từ Internet. Đây là bất đắc dĩ, nhi cầu kỳ thứ. Nếu như mỗi ngày không gián đoạn huân tập, muốn gây dựng lòng tin, cũng cần đến công phu 3-5 năm, bạn mới có thể làm được. Người hiện nay và người thời xưa không giống nhau. Tâm của người xưa là định, tâm của người xưa rất hậu đạo. Nhưng tâm hiện nay độc ác, bồn chồn, không có 3 năm, 5 năm không gây dựng nổi lòng tin. Có 10 năm, 8 năm bạn mới thực sự có thể ý thức hiểu biết, thực sự có thể thế nhập. Chính tôi là một thí dụ rất tốt. Trong một đời tôi tâm địa bình lặng. Điểm này so với người khác mạnh hơn. Tôi không có dục vọng, không tranh với người, ư sự vô cầu, cho nên nội tâm tương đối bình lặng. Như thế đối với việc tu học giúp đỡ rất nhiều. Nếu như tâm bất bình, tâm địa nóng nảy hời hợt, dục vọng quá nhiều, bạn muốn tranh giành danh văn lợi dưỡng, tham đồ ngũ dục lục trần, đây là trở ngại lớn nhất trong việc tu đạo. Những thứ này chỉ tạo ác nghiệp, công phu của bạn không đắc lực. Đạo lý tại chỗ này: một người tu hành, một người được phước. Một gia đình tu hành, một gia đình được phước. Một địa phương khu vực tu hành, khu vực này tránh khỏi tất cả tai nạn. Nước Tân Gia Ba này không lớn, chúng tôi tại chỗ này giảng kinh trước sau cũng có 20 năm. Tại sao tại những khu vực khác cũng dùng thời gian 10 mấy năm không có hiệu quả, nhưng tại chỗ này chúng ta thấy được một số hiệu quả? Nguyên nhân là người Tân Gia Ba không giống người các nước khác.
Người nước này thật thà, thủ pháp rất quy củ. Sau khi nghe Phật Pháp, họ thiết thực tư duy, họ sẽ thực hành. Họ cảm giác như thế là tốt, họ thiết thực thực hành. Khi có nhiều người làm, tự nhiên hình thành một loại phong khí. Một nước thành phố nhỏ như thế có thể được toàn thế giới tôn kính, tự nhiên có đạo lý của nó. Có thể thấy được vẫn do nơi kết quả của giáo dục. Tôi nghe người ta nói, tiên sinh Lý Quang Diệu từng nói qua, ông được sự giáo dục tiếng Anh, nếu như ông được sự giáo dục tiếng Hoa, việc trị nước của Tân Gia Ba so với hiện nay phải tốt hơn nhiều lần như thế. Đây là trí tuệ chân thực, người thật sự trải qua. Giáo dục của tiếng Hoa dạy người những thứ gì, chúng ta cần phải hiểu rõ. Trung Quốc bắt đầu từ Hạ, Thương, Chu, ba triều đại, cho tới năm cuối Thanh Triều, tôn chỉ giáo dục chưa từng thay đổi qua, chỉ nhắm vào ba sự việc. Thứ nhất, dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa người với người. Dạy bạn làm người bằng cách nào? Thứ hai, dạy bạn quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên. Thứ ba, dạy bạn quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Bạn có thể thông đạt minh liễu, bạn tức là thánh nhân. Giáo dục của nhà Phật cũng nhắm vào ba sự việc như thế. Mặc kệ đại tiểu thừa, mặc kệ thuộc về tôn phái nào, tôn chỉ của giáo dục cũng có ba điều. Điều thứ nhất, chuyển ác thành thiện. Trong ngũ thừa Phật Pháp là Phật Pháp nhân thiên, bạn không đọa tam ác đạo. Điều thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Bạn có thể siêu việt lục đạo luân hồi, siêu việt ngoài tam giới, làm A-la-hán, làm Bích Chi Phật, làm Bồ-Tát, làm Phật. Mục tiêu thứ ba, chuyển phàm thành thánh, đó là siêu việt thập pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Pháp Thân Đại Sĩ, nếu như đối với cương lĩnh chúng ta đều nắm không được, bạn học cái gì? Thật sự hiểu rõ, thật sự biết được, mới biết tri ơn, báo ơn. Người thế gian không biết tri ơn, họ đâu biết báo ơn gì. Tri ơn, báo ơn trong Đại Thừa Phật Pháp là khóa trình tu học bắt buộc của Nhị Địa Bồ Tát. Các bạn nghĩ xem, địa vị này cao biết bao. Nhị Địa Bồ Tát tổng cộng tu học 8 khoa mục. Đây là một trong 8 khoa mục: niệm niệm không quên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này là căn bản. Sau đó, từ chỗ này phát dương quang đại, hiếu thuận tất cả chúng sanh, phụng sự tất cả chúng sanh. Trong Kinh Phạm Vọng nói, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Đây là đem việc báo ơn phát huy tới tột đỉnh. Hôm nay, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo khác nhau, tiếp xúc với quần tộc khác nhau, với lòng yêu thương, chân thành, bố thí cúng dường, vô tư, vô điều kiện. Có người cảm giác lạ lùng rồi đến hỏi tôi, Pháp Sư, tại sao ông muốn làm như vậy? Tôi trả lời, chúng tôi làm như vậy là để thực hiện dạy dỗ của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng tôi hiểu biết đạo lý này, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là pháp thân thanh tịnh của chính mình. Làm sao có thể không ái hộ? Làm sao có thể không chiếu cố? Làm sao có thể không cúng dường? Tất cả mọi người đều biết đạo lý này, đều biết làm như thế này, thiên tai nhân quả sẽ không còn. Đây gọi là Phật Pháp. Phật Pháp tại thế gian, có bao nhiêu người thật sự hiểu biết Phật Pháp? Sự dạy dỗ chúng ta nhận lấy được, nhất định phải biến đổi thành sinh hoạt của chúng ta, biến đổi thành tư tưởng của chúng ta, biến đổi thành hành vi của chúng ta. Chúng ta mới có thể đắc được thọ dụng thật sự. Cho nên không thể không học cảm ứng thiên, không thể không thiết thực cố gắng tu học. Trong dị biên, những công án sưu tập, sự tích nhân duyên hết sức đầy đủ, từng chuyện một giới thiệu, đòi hỏi quá nhiều thời gian. Tôi ở đây chỉ nhắc nhở các bạn đồng tu, cần phải thiết thực cố gắng đọc tụng thọ trì, tự cầu đa phước.
Hôm nay thời gian đã tới, chúng ta nói đến đây, chúng ta vẫn chưa nói tới phần chính, ngày mai có thể bắt đầu đi vào ý nghĩa bên trong. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 5, ngày 23 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Đạo lý của cảm ứng thật là sâu sắc, sự tích của cảm ứng thật là rộng lớn. Người xưa đối với chúng ta khuyến khích rất nhiều, ái hộ chúng ta tối đa. Sách vở thời xưa dạy bảo chúng ta thế xuất thế gian pháp, đặc biệt là thiện pháp. Lòng tin là cốt yếu bậc nhất để thành tựu. Bất luận là mong cầu trong một đời này có được quả báo hạnh phúc mỹ mãn, hoặc là học Phật, hy vọng trong một đời này có thể vãng sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật, đều đặt nơi lòng tin. Đặc biệt cần phải cảnh giác, lời Phật thường nói trong kinh: thế gian vô thường, quốc thổ nguy nan, thọ mạng con người thật là ngắn ngủi, một hơi thở không đến kịp là tử vong. Cho nên chúng ta có một niệm lòng tin, tức là có một niệm thiện căn. Niệm niệm lòng tin, tức là tăng trưởng niệm niệm thiện căn. Cần thiết cố gắng kịp thời, quyết định không thể chờ đợi. Nếu như bạn nghĩ rằng vẫn còn có ngày mai, vẫn có sang năm, cứ như thế mơ mơ màng màng, một đời thường thường luống qua vô ích, lúc lâm chung hối hận không kịp. Cho nên cần phải xây dựng lòng tin, cần phải tinh tấn, cần cù, cố gắng. Trong Phật Pháp, bất luận thuộc về tôn phái nào, Hiển giáo, Mật giáo, Tổ sư Đại Đức đều dạy chúng ta tu từ căn bản. Thế nào gọi là căn bản? Tâm là căn bản. Trong Thế Gian Pháp, Quảng Tử nói: hỷ khí đón người, thân như huynh đệ, nộ khí đón người, tàn như binh hoa. Tạm dịch: lấy sự tươi cười đón người, hàm ý thân như anh em, lấy sự giận dữ đón người, hàm ý tàn độc như binh khí. Binh là lính, hoa là một loại binh khí. Lời nói này có đạo lý. Nhà Phật dạy chúng ta lấy mặt cười đón người. Đạo tràng nhà Phật, ngôi nhà thứ nhất là Điện Thiên Dương. Trong Điện Thiên Dương là thờ phụng Bồ Tát Di Lặc. Tạo hình của Bồ Tát Di Lặc là hình dáng Hòa Thượng Bố Đại, tức là dạy chúng ta phải dưỡng tâm, phải tu tâm, tâm lượng rộng lớn, có thể bao dung, có thể khoan hồng. Phải biết lấy lòng vui vẻ đối đãi tất cả chúng sanh, đối đãi tất cả mọi người. Đây là điều thứ nhất dạy bảo trong Phật Pháp. Thành công của một người dựa trên đức hạnh. Đức hạnh tức là thực hiện của học vấn chân thực, trí tuệ chân thực. Khổng Tử là bình dân thông thường, không có địa vị, không có tài phú, tức giàu có. Tại sao Ngài có thành tựu thù thắng như thế? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuy xuất thân từ hoàng tộc, nhưng đều xả sạch tài phú địa vị, cũng sống nếp sống của bình dân thông thường nhất. Thành tựu của Ngài là những thứ gì? Thực tại mà nói là tấm lòng yêu thương bình đẳng thanh tịnh, ái hộ tất cả chúng sanh. Trong quá trình tu hành gần 50 năm của tôi, tổng kết dạy bảo của Phật Bồ Tát đưa ra một cương lĩnh để dìu dắt. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều không thể trái ngược với cương lĩnh này. Y giáo phụng hành, tự nhiên sẽ có thành tựu. Một đời tu học của tôi không có một chút giấu giếm, đều phụng hiến cho tất cả mọi người. Tu tâm, thứ nhất phải tu tâm chân thành, đừng sợ người ta dùng hư dối đối đãi mình. Chúng ta cần lấy lòng chân thành đối đãi người. Cần hiểu biết họ lấy lòng hư dối đối đãi tôi là việc đương nhiên. Tại sao như thế? Đối với chân tướng sự thật họ chưa hiểu thấu,
họ không biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là cùng chung một duyên khởi. Họ không hiểu được hư không pháp giới là do một niệm của tự tánh mà biến hiện. Cho nên dùng tấm lòng không thành thực đối người tiếp vật, đó là lý lẽ tự nhiên. Phật Bồ Tát hiểu rõ, chúng ta tiếp thụ sự hung đúc rèn luyện gần 50 năm của Phật Bồ Tát, chúng ta cũng hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, vẫn dùng lòng hư dối đối người, đó là tội lỗi. Không hiểu rõ thì không sao, hiểu rõ rồi thì không thể được. Nuôi dưỡng tấm lòng chân thành, tấm lòng thanh tịnh của chính mình. Lòng thanh tịnh tức là xả bỏ tất cả chấp trước, buông bỏ thị phi nhân ngã, tất cả những thứ này không để trong lòng nữa, tâm của bạn sẽ được thanh tịnh. Nuôi dưỡng tấm lòng bình đẳng của chính mình, lìa xa tất cả vọng tưởng phân biệt, lìa xa tất cả thị phi cao cấp, lòng sẽ được bình đẳng. Lòng bình đẳng tức là lòng chân thành, tức là lòng giác ngộ. Lấy tấm lòng như thế để nhìn tất cả chúng sanh, để nhìn tất cả vạn vật. Lòng thương yêu tự nhiên lưu xuất. Cho nên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, vì chúng ta đưa ra cương lĩnh tu hành thanh tịnh bình đẳng giác năm chữ. Trong pháp môn tịnh độ, từ thanh tịnh bình đẳng mà hạ công phu. Có thanh tịnh bình đẳng thì có giác. Giác tức là chân thành, giác tức là từ bi, đây là dưỡng tâm. Thời thời khắc khắc niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Phạm vi của khổ nạn rất sâu, rất rộng. Xã hội ngày hôm nay, người có địa vị, có tài phú cũng đang khổ nạn. Đây là điểm sơ sót của người thế gian thông thường. Khổ nạn của họ ở đâu? Sau khi chết bị đọa tam đồ, họ làm sao không khổ? Họ làm sao không bị nạn? Những người này mê trong ngũ dục lục trần, không thể tự giác. Họ học Phật, thực tại mà nói, kiểu học Phật của họ để tiêu khiển Phật Pháp, trêu chọc Phật Pháp. Đối với Phật Pháp không hiểu gì hết, nghe kinh, nghiên cứu giáo lý, họ không có duyên phận. Duyên phận của họ ở trường sở quan lạc thế gian. Người thế gian cho là cuộc sống hạnh phúc, rất nhiều người hâm mộ, hoàn toàn sai lầm. Vui vẻ kiểu đó họ có thể tiếp tục bao nhiêu ngày? Vui vẻ xong rồi đọa lạc tam đồ ác đạo. Sự việc này Phật Bồ Tát nhìn thấu rõ ràng, đây là khổ nạn chúng sanh. Hiện tiền khổ nạn về thiếu hụt ăn mặc, đó là rõ rệt dễ thấy. Người đại phú đại quý không biết học Phật, không biết tu tâm, trong nháy mắt đọa lạc tam đồ, khổ nạn này bạn không nhìn thấy. Đây là chỗ chúng ta sơ sót. Thường thường hiện tại bần cùng hạ tiện, họ một ngày đến tối chỉ biết niệm Phật. Chúng ta dùng nhãn quan nhìn xa để xem, vài ba năm sau họ sẽ giảng sanh cực lạc thế giới làm Phật, làm Bồ Tát, họ không còn khổ nạn. Rất tiếc người thế gian điên đảo, chỉ nhìn trước mắt không nhìn phía xa. Nếu chúng ta không học Phật, không có tu dưỡng trong mấy năm qua, chúng ta cũng không biết, chúng ta làm sao nghĩ tới những việc như thế này? Thánh hiền thế xuất thế gian, chư Phật Bồ Tát với tấm lòng từ bi. Nhà Phật thường nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn, tức lấy từ bi làm nền tảng, lấy phương tiện làm cửa ngõ, tức là tấm lòng này thêm vào phương tiện thiện xảo, thực hiện vào đời sống hàng ngày, thực hiện trong việc xử sự đối người tiếp vật, đó tức là giáo hóa chúng sanh. Thực hiện trong sinh hoạt là tự hành, thực hiện trong việc xử sự đối người tiếp vật là quá tha. Tự hành quá tha dựa trên tấm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, thành tựu sự nghiệp thánh hiển, siêu phàm nhập thánh. Cho nên nhờ thân họ có thể tận hiếu, tiếp vật họ có thể rắp nhân, nhân dân ái vật, gặp thiện sanh lòng quan hỷ, thành nhân chi mỹ, gặp ác họ có thể nhẫn nhục. Bạn quan sát kỹ lưỡng,
những người đó có niệm chân thành, một đoàn hòa khí, cho nên phước đức của họ không thể lường được. Từ Thế Tôn, Khổng Tử, quý vị có thể thấy được một đời của phu tử xử thế tiếp người, ôn lương cung kiệm nhường. Chúng ta học hành tu hành, hai vị đại đức này là mẫu mực của chúng ta. Phật pháp không phải tôn giáo, Phật pháp là sư đạo. Nói cách khác, Khổng Tử, Thích Ca đều là tấm gương tốt của chúng ta, là mô phạm tốt nhất của chúng ta. Hai người này đều dùng lời nói hiện nay, đều là người công tác của giáo dục xã hội, người đời tôn xưng họ là nhà giáo dục xã hội. Chúng ta là đệ tử của Thánh Hiền, cần phải học tập họ, làm theo họ. Đại sư Ấn Quang đặc biệt giới thiệu cuốn sách này, cho chúng ta có chỗ để bắt tay vào. Đây là thiện xảo phương tiện nói trong Phật Pháp, phương tiện lúc ban đầu. Bây giờ chúng ta xem bổn văn. Câu thứ nhất: Thái Thượng viết, hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Tạm dịch: trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có câu sau đây: hòa phước không cửa, do người tự chuốc lấy, thiện ác quả báo, như bóng theo hình. Bốn câu này trong Cảm Ứng Thiên là tổng cương lĩnh. Nói thực tại, toàn văn là chú giải của bốn câu này, nói rõ tường tận của bốn câu này. Bốn câu, hai câu đầu là chủ, hai câu sau để phụ thêm. Nếu các bạn nghiên cứu thấu triệt hai câu nói này, các bạn có thể xu kiết tránh hung, các bạn có thể thành thánh, thành hiền, các bạn có thể làm Phật, làm Tổ. Quả phước từ đâu đến? Tự làm tự chịu, tự mình tạo nên. Đây là nguyên lý căn bản của cảm ứng. Trong Phật Pháp nói, phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Tức, phá mê khai ngộ, rời khổ được lạc. Không phải tức là hai câu nói này sao? Mê ngộ là năng triệu, khổ lạc là sở triệu. Trí cùng lạc là phước, mê cùng khổ là quả. Đây là tôn chỉ chủ yếu của bài văn này, tổng thuyết rắp tâm của Thánh Nhân. Chúng ta muốn cầu phước tránh hung, cầu Phật Bồ Tát thần minh che chở, cầu Phật Bồ Tát thần minh xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Có thể làm như thế không? Đây đều là mê tín, không phù hợp với nguyên lý của cảm ứng. Nếu như các bạn tham thấu hai câu nói này, các bạn không còn đi khẩn cầu thần minh che chở, biết được đó là mê tín. Quả phước vô môn, duy nhân tự triệu, là tự mình tạo, tự mình tu thiện, tự mình hồi đầu thì được phước. Tự mình tạo ác, không thể hồi đầu, đó là bị quả, không tương can người khác. Chúng ta phải biết đạo lý này, đây là chân lý. Cho nên trong Đại Thừa Kinh Điển thường nói, Phật không độ chúng sanh. Lời nói của Phật là thật tình. Làm như thế nào chúng sanh mới được độ? Chúng sanh là tự mình giác ngộ, tự mình độ mình. Bạn là tự ngộ, tự tu, tự độ. Lời nói này của Phật là thật. Tự ngộ, tự tu, tự độ, đó không phải chính là nghĩa duy nhân tự triệu sao? Bạn đọa lạc tới Tam Đồ, đọa lạc tới địa ngục, cũng không phải do người khác can dự, là chính bạn tạo tác ác nghiệp, đưa tới ác báo, làm sao có thể trách người khác? Phật Bồ Tát tuy hết sức từ bi, cũng không thể thêm cho chúng ta một chút phước, cũng không thể gánh chịu cho chúng ta một số tội, miễn trừ cho chúng ta một chút tội, đó là việc không làm được. Nếu Phật Bồ Tát nói như thế, chúng ta thì không tin tưởng các ngài. Phật Bồ Tát dạy chúng ta, hôm nay bạn hưởng phước, phước từ đâu mà đến? Bạn hôm nay thọ tội, tội đến từ đâu? Các ngài đem chân lý sự thật này giải thích rõ ràng với chúng ta, làm cho chúng ta giác ngộ, chúng ta không tạo ác nghiệp nữa, xa lìa họa hung. Chúng ta cố gắng hành thiện, phước sẽ hiện tiền. Đây là dạy dỗ chân thật của Phật Bồ Tát. Chúng ta nghe xong,
chúng ta nhìn thấy hợp tình, hợp lý, hợp pháp, vui vẻ tiếp nhận, tự cầu đa phước. Cá nhân như thế, gia đình cũng như thế, xã hội, quốc gia, thế giới đồng làm như vậy, hy vọng tất cả mọi người tự mình trân trọng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 6, ngày 24 tháng 5 năm 1999. Ngày hôm qua giảng đến câu thứ nhất trong Cảm Ứng Thiên: Quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Câu nói này thuyết minh nguyên lý của cảm ứng. Văn tự tuy đơn giản, đạo lý vô cùng sâu sắc. Dùng nhãn quan khoa học hiện nay để nhìn, gọi là cảm ứng tâm điện. Tạm dịch, trong đời sống của chúng sanh, hiện tượng cảm ứng nhanh hơn điện. Tâm là thật, điện là chí dụ. Chí dụ bằng cách nào đi nữa cũng không thể chí dụ tới không thừa không thiếu, chỉ có thể thí dụ phản phất. Bởi vì hiện tượng vật lý tại thế gian này dường như tốc độ của điện nhanh nhất, không khác tốc độ của ánh sáng. Nhưng tốc độ cảm ứng của tâm so với ánh sáng, điện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đúng thực không thể đem so sánh. Tốc độ của điện 3, tức làn sóng điện, một giây chỉ có 300.000 cây số. Tốc độ ý niệm trong tâm bắt đầu khởi niệm đã đi khắp hư không pháp giới. Trong lớp giảng giải, chúng tôi nhiều lần trình bày với các bạn, đây là nguyên lý của cảm ứng. Nội dung chỉ biên thật là phong phú, đưa ra rất nhiều công án sự tích để chứng minh. Kỳ thực, những lời nói chứng minh này không bao giờ trình bày hết. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh để ý, trong đời chúng ta, hoàn cảnh xung quanh và chính chúng ta thì có thể lĩnh hội và kinh nghiệm được cảm ứng là hiện tượng chân thật, người Tây Phương gọi là chân lý. Đoạn thứ 5 trong Dị Biên đưa ra một đoạn lời nói trong Đàn Kinh của Đại sư Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng thuộc triều đại nhà Đường. Lục Tổ nói: Nhất thiết phước điền, bất ly phương thốn. Tạm dịch, tất cả ruộng phước của con người đều không rời khỏi tấm lòng. Câu nói này là nói chung, với câu nói ở đây, quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Tạm dịch, quả phước vốn không có định pháp, đều nằm trong ý niệm của con người, do người tự tạo lấy, là cùng chung một ý nghĩa. Phương thốn là ý niệm của chúng ta, khởi tâm động niệm trong lòng thì chiêu cảm kiết hung quả phước. Quả báo nhỏ gọi là kiết hung, quả báo lớn xưng là quả phước. Phật nói trong kinh, kiết hung quả phước đều do tâm tạo. Lại nói hai sự kiện quả phước, hai loại quả báo khổ lạc đều do thân, ngữ, ý, tam nghiệp tạo tác chiêu cảm mà tới. Người thế gian không biết được đạo lý này. Nếu như hiểu rõ đạo lý này mới thực sự nói được tự cầu đa phước. Không hiểu rõ đạo lý này, tùy thuận phiền não vọng tưởng mà tạo tác, nhất định chiêu cảm quả hung. Chúng ta mong muốn tiêu trừ thiên tai nhân quả thế gian, có thể làm được không? Đáp án là khẳng định, quyết có thể làm được. Dùng phương pháp gì? Giáo học. Lần này tại Úc Châu, Cục trưởng Đa Nguyên Văn Hóa Cục của Queensland đến thăm tôi, bàn về hòa hợp chủng tộc, hòa hợp tôn giáo, tất cả mọi người có thể buông bỏ thành kiến cá nhân, tôn trọng với nhau, đối xử hòa thuận. Tại vì ông ấy chủ quản vấn đề này, cho nên ông ấy hỏi tôi, làm cách nào mới có thể thực hiện? Tôi trả lời ông ấy với một câu, giáo dục. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy bảo chúng ta, kiến quốc
quân dân, giáo học di tiên, tức muốn xây dựng quốc gia, người lãnh đạo và người dân phải lấy giáo dục làm đầu. Bạn gây dựng một chánh quyền, gây dựng một quốc gia, thống trị người dân dùng phương pháp gì? Giáo học di tiên, tức giáo học đi đầu. Ngày hôm nay muốn đạt tới xã hội hài hòa, thế giới hòa bình, ngoài việc giáo học không còn biện pháp thứ hai. Nội dung giáo học là gì? Tức là đạo lý của cảm ứng. Cần thiết làm rõ ràng đạo lý này, làm minh bạch chân tướng sự thật. Khi khởi tâm động niệm, chúng ta tự nhiên sẽ dè dặt. Cố gắng làm việc thiện, tiêu chuẩn của thiện là như thế nào? Thập thiện nghiệp đạo, ai ai đều phụng hành thập thiện nghiệp đạo, thiên tai nhân quả tự nhiên không xảy ra, tức là không còn nữa. Trong kinh Phật có nói, nếu như ý niệm vọng tưởng của chúng ta tùy theo sân giận, tùy theo đố kỵ, tà dâm, cảnh giới địa ngục sẽ hiện tiền. Địa ngục từ đâu mà đến? Bạn cần phải hiểu rõ. Nếu như tùy thuận, keo kiệt, tham lam, tham không biết chán, những gì mình có không đành bố thí, đó là tạo nghiệp ngạ quỷ, cảnh giới quỷ đạo sẽ hiện. Nếu như tùy thuận ngu si, cảnh giới đường súc sanh hiện tiền. Thế nào gọi là ngu si? Thế xuất thế gian pháp không có khả năng phân biệt thật giả, không có khả năng biện biệt tà chánh, không biết đúng hay sai, thậm chí đối với thiện ác, lợi hại đều điên đảo. Đây là ngu si. Ngu si là nghề nghiệp của súc sanh, cho nên tham sân si là nghiệp nhân của tam ác đạo. Hôm nay chúng ta bình tĩnh mà nhìn, quần chúng quảng đại trong xã hội, có ai không có tham sân si? Không những có, tham sân si còn đang tăng trưởng không ngừng, tốc độ tăng trưởng làm sợ hãi người ta. Ý niệm của tham sân si, hành vi tăng trưởng, tức là gia tốc hình thành tam ác đạo. Chúng ta không cần đọa xuống ác đạo trong lục đạo, sợ rằng xã hội trước mắt của chúng ta đã biến thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn nói như thế ghê gớm cỡ nào? Hiện nay có một số người giác ngộ, với tấm lòng nhân ái, mong muốn cứu vãn xã hội này. Đại sư Ấn Quang là người dẫn đầu chúng ta. Không ơn đức gì to lớn bằng soi sáng chúng ta, bảo chúng ta cứu vãn kiếp nạn nguy ngập này. Dùng đạo lý của nhà Nho không còn kịp, đạo lý lớn của nhà Phật cũng không kịp, cho nên mới đề xướng liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm chức văn, để cứu khổ cứu nạn. Trong tất cả ác nghiệp, nghiệp sát sanh nặng nhất, nghiệp tà dâm nặng nhất, cho nên trong An Sĩ Toàn Thư đối với hai loại này dùng đến chương đặc biệt để trình bày, nhắc nhở chúng ta chú ý. Hai loại này là căn bản của tội nặng, là căn bản của họa hung. Thập thiện có thể cứu vãn số kiếp, niệm Phật là pháp lành bậc nhất. Cho nên sau cùng Tây Quy Trực Chỉ khuyên bảo chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Nghiệp nhân của tam ác đạo chúng ta hiểu rõ, nhưng còn tam thiện đạo, Atula của tam thiện đạo, tuy nhiên có thể hành thiện, tâm hạnh tương ứng với thập thiện nghiệp đạo. Rất tiếc tập khí ngạo mạn quá nặng, tính tình hay nổi nóng, lòng háo thắng quá mạnh, đọa lạc đạo Tu La. Có thể kiên trì ngũ giới thập thiện, khởi tâm động niệm, xử thế tiếp người đối vật, tuân thủ nguyên tắc này mới có thể đắc được thân người. Nếu như có thể nâng cao thập thiện nghiệp đạo, làm cho được viên mãn, đó sẽ là thiên đạo. Từ đó mà thấy giáo học của Phật Pháp, mục tiêu thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện, dứt ác tu thiện. Mục đích là bảo đảm chúng ta kiếp sau không đọa xuống ác đạo, vẫn có thể được phước báo cõi người trời, nhưng vẫn chưa thể siêu việt tam giới sáu đường luân hồi. Cho nên người thông minh hơn hiểu rõ ba đường lành không phải là biện pháp, không thể là giải quyết vấn đề căn bản. Hướng trên đi lên nữa, tức là siêu việt tam giới,
giống như A-la-hán. A-la-hán biết được chân tướng sự thật của nhân ngã, như nói trong Kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Tạm dịch, tất cả pháp hữu di đều là giả như mộng ảo, như bọt bóng. Cho nên xả bỏ chấp trước của ngã, như thường nói trong Phật Pháp vô ngã. Có ngã thì bạn có lục đạo luân hồi, vô ngã thì không có lục đạo luân hồi. Siêu việt lục đạo luân hồi, chứng quả vị A-la-hán. Lục đạo đến từ đâu? Thập pháp giới đến từ đâu? Những hiện tượng này từ đâu đến? Nếu như họ liễu giải được những hiện tượng này trong vũ trụ là cùng chung một duyên khởi. Duyên khởi tánh không, tánh của duyên khởi vốn là không. Hiểu rõ đạo lý này, luôn cả cái chấp trước cực kỳ nhỏ bé cũng xả bỏ. Biết được chấp trước là sai lầm, cảnh giới này so với A-la-hán cao hơn, có thể chứng quả Phật Đích Chi. Giác ngộ nhân không, tức ngộ được chân lý ngũ uẩn vô ngã, lại có thể phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh, giáo đạo tất cả chúng sanh, học tập lục độ, đó là Bồ Tát nghiệp. Nếu như lấy tấm lòng từ bi chân thành, từ bi bình đẳng, tự hành hóa tha, như thế là Phật nghiệp, sở tác sở vi của Phật. Những lời trên đều là nói chánh báo. Phật là người, Bồ Tát cũng là người. Chỉ cần bạn một niệm hồi tâm thì siêu phàm nhập thánh. Tại sao chúng ta không cố gắng? Tại sao không thiết thực tu tập, học tập đại kiết đại lợi của Phật Bồ Tát, phước báo vô biên của Phật Bồ Tát? Vô môn tức là không có nhất định, không có định pháp, đều nằm trong ý niệm của con người. Người phàm chỉ biết được ý niệm thiện ác, không biết được bên trong thiện ác có rất nhiều sai biệt như thế. Phật Pháp giảng nói thấu triệt, giảng nói rõ rệt. Khi chánh báo của chúng ta chuyển thì y báo chuyển theo. Y báo là hoàn cảnh cư trú của chúng ta. Như nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới là hoàn cảnh sinh hoạt của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhìn lại hoàn cảnh sinh hoạt cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, gọi là hương đài cây báo, thanh tịnh trang nghiêm, từ đâu mà có? Đều từ chân thành, từ bi, bình đẳng giáo hóa chúng sanh, chiêu cảm biến hiện mà ra. Chúng ta hiện nay sống ở quả đất này, nơi đó là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Mọi người đều thấy được, mọi người đều nghe được. Rất nhiều người nói trái đất này bị bệnh, bệnh tình ngặt nghèo nghiêm trọng, chỗ nào cũng có thiên tai nhân họa. Thiên tai nhân họa từ đâu mà có? Từ tham sân si biến hiện mà ra. Lòng tham nặng, lòng tham là nước, nạn lục hiện tiền. Lòng sân giận nặng, nạn quả hoạn hiện tiền. Ngu si là nạn bão, tâm địa bất bình thì động đất. Hiện nay, tâm thái của đại chúng xã hội như thế nào sẽ chiêu cảm thiên tai nhân họa như thế đó? Tôi thường nói sự việc tiêu tai khỏi nạn, chánh trị không giải quyết được, quân sự, võ lực không giải quyết được, kinh tế không giải quyết được, khoa học kỹ thuật cũng không giải được. Thiên tai nhân họa có thể tiêu trừ, có thể hóa giải do nơi lòng người. Muốn thay đổi lòng người, cần đến giáo học của Thánh Hiền, đó là giáo học bình đẳng. Tôi tiếp xúc với rất nhiều nhà lãnh tụ tôn giáo trên thế giới, trò chuyện với họ, mọi người đều ý thức được tai nạn thế gian này nghiêm trọng, mong cầu thế giới hòa bình, hòa một đối xử với nhau, hợp tác hỗ tương. Ý thức này rất hay, trong Phật Pháp nói thủy giác, bắt đầu giác ngộ rồi, đây là hiện tượng tốt. Muốn thực hiện nguyện vọng chỉ có nhờ cậy nơi giáo dục. Tôi nói với họ, hiện nay tôn giáo không có biện pháp giải quyết vấn đề, là vì có tôn, không có giáo. Mọi người suy nghĩ có đúng không? Đây là lời nói của tôi trong Hội nghị Hòa bình của Tôn giáo Thế giới tại Sydney. Chúng ta có tôn, càng phải coi trọng giáo dục. Tôn giáo, giáo là giáo dục. Làm như thế nào
để giáo đạo tín đồ của các ông phát huy bình đẳng của đại ái này. Trong Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo nói, Thượng Đế ái thế nhân, tạm dịch, Thượng Đế thương tất cả người phàm không phân biệt bất cứ ai. Các bạn nghĩ xem câu nói này, người tín ngưỡng Thượng Đế thương, người không tín ngưỡng Thượng Đế vẫn thương. Bởi vì họ là người, đối tượng Ngài thương là người thế gian. Bên trong không có khác biệt, không phải Thượng Đế chỉ thương tín đồ của Ngài. Nhà Phật nói từ bi bình đẳng, ái hộ tất cả chúng sanh, lấy tấm lòng chân thành, bố thí vô tư, vô điều kiện phục vụ tất cả chúng sanh. Như thế, vấn đề này sẽ được giải quyết. Có điều kiện phụ thuộc thì giải quyết không được vấn đề. Nhất định phải vô điều kiện phục vụ tất cả chúng sanh. Chúng ta học rồi, phải làm cho được. Học mà không làm, có lợi ích gì? Những gì bạn chưa cảm tới vẫn là tai nạn. Sau khi học rồi, thực hiện ngay, phải làm cho được. Hôm nay chúng tôi phỏng vấn các tôn giáo khác nhau, quần tộc khác nhau. Chúng tôi lấy tấm lòng chân thành, cúng dường vô tư, giúp đỡ nhiệt tình. Chúng tôi đắc được hồi hướng. Như thế chứng minh được lời nói của Phật Bồ Tát, chứng minh lời nói trong Thái Thượng, duy nhân tự triệu. Những gì chúng tôi chiêu cảm là đắc được rất nhiều chúng sanh nhiệt tình yêu quý ủng hộ chúng tôi. Từ điểm này, chúng ta có thể lãnh hội sâu sắc, an định xã hội, hòa bình thế giới là có hy vọng. Trông cậy vào những nhà tôn giáo này trên thế giới, nhiệt tâm giáo đạo, phát huy đại ái, như thế mới có thể giải quyết tai nạn trước mắt. Ý nghĩa như thế này, chúng ta đi sâu vào để lãnh hội. Hôm nay thời gian đã tới, xin nói đến đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 7, ngày 25 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Hôm qua nói đến hai câu trước tiên trong Cảm Ứng Thiên. Hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Trình bày những công án, sự chứng của lịch sử thời đại trong phần dị biên, nhiều không thể kể hết. Mỗi một câu chuyện đều cần phải đọc thuộc nghĩ ngợi sâu xa. Chúng ta bị giới hạn bởi thời gian, không thể từng câu chuyện một mà giới thiệu. Chỉ có thể lựa chọn một phần, đem trọng điểm trình bày rõ ràng cùng các bạn. Phật trong kinh lớn thường hay dạy chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là Phật tri Phật kiến, duy nhân tự triệu. Cũng là ý nghĩa này. Cổ đức nói với chúng ta, người phàm vọng tưởng quá nhiều. Vọng tưởng này có thể phân chia thành ba loại: vọng tưởng trong quá khứ, vọng tưởng hiện tại và vọng tưởng vị lai. Thường hay nghĩ tới dinh nhục trong quá khứ, kết ơn, kết oán, bi quan, ly hợp. Loại này là thuộc về vọng tưởng quá khứ. Đặc biệt là người lớn tuổi, luôn luôn nghĩ đến những chuyện thiếu thời, một lần lặp lại và lặp lại nhiều lần, vĩnh viễn liên tục không ngừng. Những sự tích ngày xưa, đây là thuộc về vọng tưởng quá khứ. Còn có một số sự việc trước mắt, hoặc giả cần thiết làm, hoặc giả không cần thiết làm, luôn luôn do dự không dứt khoát. Loại này thuộc về vọng tưởng hiện tại. Loại thứ ba là sự việc trong tương lai, thực tại mà nói không thể dự liệu. Có rất nhiều việc không thể xảy ra, nhưng họ vẫn nghĩ tới, hoặc là tài phú, hoặc là địa vị, hoặc là quyền thế. Loại này thuộc về vọng tưởng tương lai. Ba loại vọng tưởng lớn này vô lượng vô biên, niệm niệm không dứt đoạn. Vọng niệm này nối tiếp vọng niệm khác. Vọng niệm như thế chúng ta không thể xem thường. Đừng tưởng rằng không sao, thế thì bạn sai lầm rồi. Một vọng niệm là một nghiệp nhân. Nghiệp nhân gặp được duyên,
quả báo sẽ hiện tiền. Thiện niệm tất có thiện báo, ác niệm nhất định chiêu cảm ác quả. Quả báo thiện ác tơ hào không sai, đây tức là căn nguyên của kiết hung quả phước nói trong bài văn chương này. Thánh hiền thế xuất thế gian thường hay giáo đạo chúng ta, chúng ta cần phải ghi nhớ, cần phải thâm tư, cần phải thực hành. Trong phần dị biên nêu ra một câu chuyện. Câu chuyện này cũng có ghi tải trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Thời đại nhà Tống, câu chuyện của vệ Trọng Đạt lan tràn khắp nơi. Không những rất nhiều người thời đó biết được câu chuyện này, người hậu thế biết được cũng không ít. Năm đó, ông ấy nhậm chức tại Hàn Lâm Diện. Có một ngày, bị Du Diêm Dương bắt đi. Câu chuyện này, người hiện nay nghe được giống như chuyện thần thoại, rất khó được người ta tin, nhưng câu chuyện này là thật. Lúc tôi còn nhỏ, gặp được một câu chuyện, tôi còn nhớ rất rõ ràng. Quê nhà của tôi là một thành thị nhỏ, nhưng là một tòa nhà cổ thành, xây cất vào đầu thời kỳ Hán Triều. Đến ngày hôm nay đã có 2.000 năm lịch sử. Tôi sống tại thôn quê, cách xa trong thành có 20 dặm đường. Lúc đó vào thành bằng đi bộ, đại khái hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ, không cho là quá xa. Tôi ở tại nhà bà ngoại, đại khái cách 2 hộ nhà, có một người bị bệnh, bệnh tình rất nặng. Ông ấy nói thành hoàng kéo ông ấy đi làm việc. Người nhà hỏi, đi làm việc gì? Ông ấy trả lời, đi gánh đồ vật. Hỏi, tại sao muốn gánh đồ vật? Ông ấy trả lời, thành hoàng lão gia muốn dọn nhà, bắt rất nhiều người đi làm phu khiên giác, cũng muốn bắt tôi. Hỏi ông ấy, vậy phải làm sao? Ông ấy trả lời, các người có thể đốt giấy tiền bạc, tôi đi mướn người, thế thì tôi không cần đi. Cho nên người nhà ông ấy đốt ngựa giấy, người giấy, tiền giấy, đốt thật là nhiều. Đại khái ông ấy mướn xong người, sau đó bệnh được lành, hồn về trở lại. Mọi người chúng tôi nghe rồi cảm thấy kỳ lạ. Thành hoàng gia muốn dọn nhà. Ba hôm sau, miếu thành hoàng bị quân đội chiếm cứ. Quân đội lấy miếu thành hoàng làm trại lính. Một số tượng thần bên trong đều bị phá hoại. Như thế mới bỗng nhiên đại ngộ. Miếu thành hoàng bị quân đội chiếm cứ, thành hoàng lão gia chọn nhà trước đó 3 ngày. Đây là chuyện thật, chính mắt tôi trông thấy. Cái gọi là ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Mặc kệ bạn tin hay không tin, bạn tin có, bạn không tin cũng có. Người thời nay không học sách vở thánh hiền, không tin những lời khuyên bảo trung thực. Những chuyện chính mắt tôi nhìn thấy rất nhiều. Đối với sách vở người thời xưa ghi tải, tôi đều tin sâu không nghi ngờ. Những tiểu thuyết thần thoại như Liêu Trai Chí Dị, Duyệt Di Thảo Đường Bút Ký, Tử Bất Ngôn, những loại sách này tuyệt đại đa số đều là sự thật. Không phải bằng vào không có mà bị chuyện, không phải lời nói có ngụ ý. Vệ Trọng Đạt bị Diêm Vương bắt đi. Sau khi bắt đi, phán quan điều tra những tạo tác thiện ác trong cuộc đời của ông ấy. Sau cùng, phát hiện án kiện tạo ác của ông ấy chất chứa cao như núi. Việc thiện chỉ có 1 phần. Nói cách khác, suốt đời của ông ấy chỉ làm có 1 việc lành. Sau khi nhìn thấy tình hình này, ông ấy nói với phán quan. Ông hỏi, tôi chưa tới 40 tuổi, tôi làm sao tạo ác nhiều như thế? Phán quan trả lời ông ấy, những sự việc tạo tác này là từ khởi tâm động niệm của ông. Khi ông khởi một niệm ác, dưới âm phủ liền có một hồ sơ tại đó, không cần chờ tới ông làm. Khởi lên một niệm ác, ông liền để lại một hồ sơ. Nếu ông làm, tội của ông càng sâu càng nặng. Trong lúc chưa so sánh thiện ác, ác niệm nhiều như thế, Diêm Vương rất tức giận. Diêm Vương nói, lấy cây cân để cân, dùng cân để cân, tội lỗi nhiều như thế của ông ấy ngược lại nhẹ hơn. Phần sự kiện thiện này lại nặng hơn,
Diêm Dương thấy mà vui mừng. Ông ấy hỏi Diêm Dương, sự kiện đó của tôi rốt cuộc là việc thiện nào? Nguyên là thời đó, nhà vua muốn xây dựng một công trình. Công trình này có thể không cần thiết làm, lao dân tổn tài. Ông ấy đệ trình lên vua một tấu chương, khuyên vua đừng thi hành. Ông ấy thật lòng đệ trình tấu chương này. Ông ấy nói, nhưng ông vua không nghe. Diêm Dương trả lời, nếu như ông vua nghe theo, phước báo của ông thì to lớn hơn nhiều. Vì là không nghe, nhưng với tấm lòng chân thành, ông có ý niệm này, sự kiện thiện lành này tiêu trừ đi rất nhiều việc tạo ác của ông. Diêm Dương lại nói thêm, bởi vì ông tạo ác quá nhiều, tiền đồ của ông bị chướng ngại, mạng của ông vốn là làm thừa tướng, nhưng bái tướng ông cũng không có phần. Sau này quan chức của ông ấy làm tới Thượng Thư Sử Bộ. Thượng Thư Sử Bộ tương đương với Bộ trưởng Chủ quản Dân Chánh hiện nay, thông thường gọi là Bộ trưởng Nội vụ. Làm tới chức vụ này, đây là giáng đi một cấp. Công án này rất có giá trị, xứng đáng dùng để phản tỉnh chúng ta. Tạo tác của thiện ác, chúng ta thường nói tới tam nghiệp. Từ sáng đến tối, thân ngữ ý của chúng ta tạo nghiệp không ngừng. Động tác của thân thể, lời nói từ miệng, ý niệm trong lòng, tương ưng với thập thiện là lành, trái ngược với thập thiện là ác. Đây là tiêu chuẩn lớn. Về tung tích thì không sao mà kể cho hết. Trong Phật Pháp, thực tại mà nói, hiện nay giới luật oai nghi không có người nào làm được. Thời đại Minh Triều, Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích cực lực đề xướng sa di luật nghi. Nó đã hạ thấp tiêu chuẩn của thiện. Chúng ta có thể đem 10 giới điều, 24 môn oai nghi trong sa di luật nghi thực hiện, bạn mới chân thực là đệ tử nhà Phật. Nhưng đến ngày hôm nay, mức sinh hoạt vật chất leo thang, quan niệm đạo đức đọa lạc, 10 giới điều, 24 môn oai nghi đều không làm được. Các bạn đều biết, Pháp Sư Hoàng Nhất suốt đời phụng trì ngũ giới thập thiện. Đối với người khác tự xưng là xuất gia ưu bà tắc, người này có đức hạnh, một đời làm người đoan chánh. Tỳ kheo là tỳ kheo giả, không phải thật. Vì không thể làm được, làm người cư sĩ xuất gia còn có thể, cho nên thụ trì ngũ giới thập thiện, danh phó kỳ thực, tức tiếng tâm và thực tế phù hợp. Kỳ thực mà nói, dùng xuất gia u bà tắc không phải bắt đầu từ Đại sư Hoằng Nhất. Chúng ta trong sách vở thấy được, đồ đệ của Đại sư Ngẫu Ích, Pháp sư Thành Thời cũng dùng danh phận này. Đại sư Ngẫu Ích tu hành cũng hết sức thiết thực. Sau khi Ngài thọ xong Tam Đàn Đại Giới, Ngài giải đi giới tỳ kheo. Tại sao giải giới tỳ kheo? Giới tỳ kheo thật sự không thể làm được. Huống hồ truyền thừa của giới tỳ kheo không như Pháp, làm sao có thể đắc được tỳ kheo giới? Đại sư Ngẫu Ích bảo, Trung Quốc từ thời Nam Tống trở về sau thì không còn tỳ kheo nữa. Tới cuối năm Minh Triều, làm sao còn có tỳ kheo giới? Hữu danh vô thực, cho nên Ngài thọ xong giới lại giải giới. Một mình suốt đời phụng trì Bồ Tát giới, Sa Di giới. Ngài tự xưng là Bồ Tát giới Sa Di, như thế thì có thể làm được. Thầy tự xưng Sa Di, học trò không dám xưng Sa Di. Đệ tử của Ngài Thành Thời tự xưng xuất gia ưu bà tắc, cho nên dùng danh xuất gia ưu bà tắc. Tôi thấy được trong sách vở, Pháp sư Thành Thời là người thứ nhất. Những năm gần đây, thấy được Đại sư Hoằng Nhất cũng dùng xưng hô này, danh thực tương phó, tức danh và thực ăn khớp với nhau. Chúng ta tu hành trong thời hiện tại, có thể chân chánh thực hiện ngũ giới thập thiện. Lão thực niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, nhất định có thể giảng sanh. Nhưng người mong muốn giảng sanh rất nhiều, tại sao không đi được? Không đi được đương nhiên có chướng ngại.
chướng ngại là gì? Thế duyên không buông xuống, đây là một điều hết sức quan trọng. Phàm là người thật sự mong cầu vãng sanh, cần phải buông xuống tất cả, quyết định không lây nhiễm. Chúng ta tại thế gian này, nếu như mình có duyên phận, có thể vì xã hội, có thể vì đại chúng làm một chút việc tốt, tận lực đi làm, quảng kết thiện duyên. Quảng kết thiện duyên trong Phật Pháp. Trong cận đại, mọi người chúng ta đều rất quen thuộc Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng dùng pháp duyên của Ngài, dùng sức ảnh hưởng của Ngài, gây dựng đạo tràng khắp nơi, giúp đỡ người tuổi trẻ xuất gia tu hành. Sau khi gây dựng xong đạo tràng thì bàn giao hết, từ đó không hỏi han tới. Đây là tu phước báo lớn, chúng ta cần phải học theo. Sức ảnh hưởng của chúng tôi không bằng Lão Hòa Thượng, ảnh hưởng yếu ớt. Chúng tôi khuyên bảo rất nhiều đồng tu có khả năng phát tâm, gây dựng đạo tràng loại nhỏ. Hiện nay trên khắp thế giới cũng có 50-60 tịnh tông học hội. Mỗi một tịnh tông học hội đều độc lập riêng biệt. Chúng tôi dùng sức ảnh hưởng xúc tiến. Sau khi thành hình rồi, có hỏi han tới không? Không hỏi han tới. Nếu như bạn còn nghĩ đến hỏi tới, bạn còn có lo lắng, không thể vãng sanh, buông xả cho sạch. Thế giới thân tâm, nhất trần không nhiễm, chúng ta mới có thể nắm chắc vãng sanh trong tay. Điểm này hết sức quan trọng, cho nên có thể hay không thể vãng sanh tại nơi chính mình, không tại nơi ngoại cảnh. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần quyết định không bị lây nhiễm. Trong kinh Phật nói rất hay, tài sắc danh thực thùy, địa ngục năm sợi căn. Chỉ có một sợi thì bạn không ra khỏi được địa ngục, bạn làm sao vãng sanh? Cần thiết ghi nhớ, không thể tham trước. Một đời tùy duyên, chứ không phan duyên. Tùy duyên quan hỷ, không gì không tốt. Mỗi ngày được ăn no, được mặc ấm, một lòng hướng đạo. Suốt đời của tôi chỉ làm được một việc, giảng kinh nói pháp, hoằng pháp lợi sanh, những thứ khác đều không hỏi han. Đời tôi không có đạo tràng, đời tôi không có chúng đồ. Những vị xuất gia trước kia là do bà quán trưởng nhận, không phải tôi nhận. Pháp danh đều do bà quán trưởng đặt, không phải tôi đặt. Hy vọng mọi người cố gắng tu hành. Hiện nay tuổi của tôi lớn như thế, người xưa nói tới lúc phải chết, cái gọi là 73, 84, diêm vương không mời tự mình đi, còn có gì đáng lưu luyến? Một đời không lo lắng người, không lo lắng việc, không lo lắng tiền, tới tuổi già lại muốn lo, như thế thì đại sai, đặt sai rồi. Thân tâm thế giới tất cả buông xuống, sống một ngày làm việc cho Phật Bồ Tát một ngày. 6 tháng cuối năm nay, chúng ta có thể tổ chức lớp bồi huấn khóa 5. Sau khi chỗ Dương Thố Cảng này lấy làm ký túc xá, số người có thể tăng thêm. Tôi tin rằng đến khóa thứ 5, các bạn học trò hiện nay đều nhậm chức thầy giáo. Một vị thầy dạy 2 người học trò. Quy chế ở đây rất đặc thù, một người dạy 2 người. Cho nên các bạn hiện nay phải chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị thực dụng giảng diễn thuật và nội điển giảng tọa chi nghiên cứu. Cần phải thiết thực nghiên cứu 2 khoa mục này. Sau này mỗi một bạn học dẫn dắt 2 học trò, tối đa là dẫn dắt 3 học trò. Phương pháp dạy học của chúng ta hết sức đặc biệt. Lúc tốt nghiệp tôi đến kiểm tra chứng thực. Học trò đến luyện tập giảng kinh, các bạn đều có thể dùng phương pháp của các bạn truyền dạy cho họ. Riêng về tài liệu dạy học kinh luận như thế nào, có thể xem xét đắn đo. Trong thời gian này, các bạn cần phải suy nghĩ nhiều hơn, dùng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, thậm chí dùng kinh điển ngắn hơn như kinh Bát Đại Nhân Giác, A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh cũng được. Hiện nay chúng ta có rất nhiều tài liệu, có đến mấy chục loại, các bạn muốn dùng loại nào cũng được. Hơn nữa, có thêm bộ phận văn tự.
đây đều là tài liệu tham khảo rất tốt. Thời gian hôm nay đã tới, chúng ta xin nói tới đây.